chào các bạn hoan nghênh các bạn quay trở lại với channel invest và travel với Jason and Jennifer xin chào anh Jason chào Jennifer à, lâu quá mới gặp anh cũng giống như mới lên sóng gặp khán giả của anh thì trên rất là hào hứng trong buổi nói chuyện ngày hôm nay à, hôm nay trên có một, một câu hỏi muốn hỏi anh rằng là dạo này nha trên thấy rất là nhiều những cái quảng cáo về học stock ở trên uh, Facebook có trên YouTube có rồi một số cái website mà trên thấy nữa thì đương nhiên với là một cái người mà đầu tư vào stock hoặc một người chưa có kiến thức gì nhiều về stock và muốn học thì gen rất là confused, không biết là mình nên học cái nơi nào tại vì thấy có nhiều cái quảng cáo nghe cũng rất là hấp dẫn luôn, tức là được học free vân vân. Thì gen cũng đã từng apply học vài một cái lớp free nữa. Nhưng mà thật sự cái kết quả nó cũng không có như mình mong muốn Thì nó waste time, mất thời gian của mình Đương nhiên trên không có chê những cái chỗ đó là không có tốt Hoặc là mình chưa có trải nghiệm Thì mình cũng không thể nào đánh giá được rằng Chỗ nào tốt hơn chỗ nào Nhưng mà as là một cái người là thầy giáo Cũng dạy về stock Cũng có rất là nhiều những anh chị trên Youtube Đã từng là fan của anh Sau đó là học trò của anh Thì sau khi học xong họ có những feedback rất là tốt Tuy nhiên trên trước khi mà Um, mình mình bàn sâu thêm về những cái khóa học hay gì đó thì trên chỉ muốn hỏi anh rằng là cái điều gì khác biệt giữa um, những cái chương trình học stock khác với cái chương trình học stock của anh Jason cũng giống như là um, tại sao người ta phải chọn học với anh mà không phải học với những người khác cái benefit là cái gì à, thật ra mà nói cái vấn đề Jennifer đang nói thì nó không có gì xa lạ đặc biệt là sau khi covid xảy ra thì rất nhiều group đặc biệt là group việt nam mình mở lên rất là nhiều nhằm mục đích là chia sẻ kiến thức à, giúp đỡ cộng đồng về việc đầu tư về trường chứng khoán và kinh doanh vân vân thì đó cũng là chuyện bình thường vì như trên cũng biết cuối cùng thì sẽ có cầu và cái chuyện người khác đem kiến thức cho cho mình thì mình trả cái học phí người ta là chuyện đương nhiên còn điều gì khác biệt giữa học với jason và học với người khác thì Jason không thể trả lời khác biệt giữa Jason và người khác vì uh, mình không có học của những người khác nên mình không có biết hiện tại những group khác họ đang dạy như thế nào thì Jason không hề biết cho nên mình không thể trả lời nhưng Jason có thể trả lời khi học với Jason thì các bạn sẽ được những gì uh, thứ nhất bản thân Jason đã từng là thầy giáo đúng nghĩa của high school tại Mỹ thì Jennifer cũng đã biết thì cho nên mình dạy với cái Kinh nghiệm sư phạm mình có, mình truyền đạt rất là dễ hiểu. Đây là cái feedback mà tất cả học sinh của mình đã và đang học cho mình biết và chính vì mình có kinh nghiệm sư phạm cho nên mình truyền đạt rất là dễ dàng thứ nhì nữa là khi học với Jason mình không có giới hạn cái lần mà chân có thể học ví dụ như khi chân cái lớp day trade với Jason học xong khi mình có cái lớp đó lần sau chân có thể học đi học lại bao nhiêu lần cũng được mình không có giới hạn như mình biết đó, thì có một vài nơi họ sẽ có cái giới hạn tại vì gần đây mình cũng thấy quảng cáo như Jennifer vừa mới nhắc thì dĩ nhiên mình đâu có đi học tại vì bây giờ mình đang bằng dạy học nữa mà à, chứ không phải là mình không cần học tại vì học vấn nó là gọi là vô hạn thì mình thấy người ta cũng ghi là các bạn không thể nào học đi học lại tại vì nó giới hạn ngày xưa mình học của những người Mỹ về những cái lĩnh vực khác không riêng về stock thì ví dụ như các bạn đăng ký học các bạn chỉ học được có một lần thôi không có chuyện các bạn có thể học tới học lui nhưng mà mình chủ trương là trao kiến thức muốn chia sẻ kiến thức bên cạnh cái việc mà mình muốn đào tạo cho mọi người có cái nền tảng về thị trường chứng khoán thì các bạn có thể học được lại bao nhiêu lần và hơn nữa tất cả những cái video mà mình dạy học đều được thâu lại để uh -huh. cho các bạn học sinh cũng như khi mà cho nó học sẽ được lưu trữ về máy tính cá nhân rồi có thể coi tới bao nhiêu lần. Uh, in addition, mình có một cái group riêng cũng như nhiều người có một cái group riêng sau khi học xong các bạn có thể vào cái group đó để trao dồi kiến thức mỗi ngày. Uh -huh. Thắc mắc gì các bạn đều được trả lời lập tức Jason và team của Jason sẽ hỗ trợ hết mình. Cảm ơn anh Jason. Um, sẵn tiện đây thì Jen cũng uh, confirm lại. Tại vì uh, đối với những cái mà anh chia sẻ nãy giờ thì Jen biết. Nhưng mà để chia, chia sẻ một cái mà Jen cũng rất là may anh nữa là anh nói đúng với chỗ là anh có phương pháp sư phạm. Để anh truyền đạt rất là dễ hiểu. Nhưng mà ngoài cái vấn đề làm thầy giáo thì Jen được biết đó là anh cũng đã từng là counselor của trường đại học nữa. Nên cái vấn đề mà khi mà mình làm thầy giáo mình truyền đạt và mình counselor tức là mình còn định hướng cho người ta làm như thế nào hoặc là học như thế nào cái nào phù hợp với cái nhu cầu cũng như điều kiện cũng như là khả năng gọi là uh, nạp vào của mỗi người thì anh sẽ hướng họ vào cái lớp phù hợp hơn. Chen uh, được biết đối với một vài uh, anh chị đã từng học của anh về option có một số người ngỏ ý muốn học về day trade anh từ chối luôn và anh không có nhận dạy. Uh, đây là một cái điều mà mà trên cảm thấy là rất là admire mai ở anh. nhưng đối với một số đối tượng mà người ta nhận hết đúng không mà nhưng mà anh thì phải chờ cái người đó phải giỏi rồi em mới dạy tiếp. Hoặc là anh cảm thấy họ không cần thiết để học thêm Thì anh cũng sẽ từ chối luôn và không dạy à, Cái này cũng rất là uh, trên, trên cảm thấy đây là một cái vấn đề Không phải là Trên khen nhưng mà Trên nghĩ đây là một cái nên có Ở nhiều những cái group Hoặc là những người dạy học khác um, Nên biết được rằng cái đối tượng mình Và học là có khả năng hay không Đồng thời anh cũng đề cập cái vấn đề là Học một lần hoặc là học trong một khoảng thời gian nào đó thôi Cái này Trên xác nhận là có nha Bản thân Trên cũng sống ở Mỹ Chen cũng đăng ký một số cái lớp học online ở Việt Nam. Và cái lớp học cũng cho cái lý luôn. Ví dụ như cái lớp học học vòng 6 tháng. Học những cái video đó và có những cái buổi lên dương. Nhưng mà sau 6 tháng thì cái chương trình đó tự động disappear. Tức là mình không có được học lại nữa. Nhưng mà đối với cái chương trình học của anh thì Chen cũng có trong cái group đó. Và Trên cũng biết được rằng là cái group được lưu trữ rất là nhiều video và có thể coi đi coi lại. Và bản thân anh Jason thì cũng có cho mọi người comeback lại những cái buổi zoom sau nữa, tức là giống như kiểu anh lý học forever đến khi nào cảm thấy mình muốn tốt nghiệp và mình nham chán với ông thầy luôn, mình không muốn gặp mặt ông thầy nữa thì thôi. thì cái này trên xác nhận là đúng và một số anh chị khác cũng đã gọi là học xong tốt nghiệp nhưng mà thỉnh thoảng cũng quay lại để ôn bài. Thật sự mà nói, um, vì sao mà Jason từ chối dạy học cho một số người kể cả uh, khi các anh chị đó năng nỉ mình cũng không muốn dạy không phải là mình không có thích họ hay là không phải là mình chê tiền nói cho chính xác là một người kinh doanh dĩ nhiên mình sẽ không thể từ chối bất cứ một cái offer nào nhưng chủ trương của mình là muốn chia sẻ kiến thức mình ừ. không có dạy đại trà có nghĩa là mình đã từng làm khảo sở như Jennifer đã nói cho nên mình rất hiểu rõ tính cách cũng như là cách thức đầu tư của học sinh của mình chỉ sau một vài lần dạy học tiếp xúc là mình biết thì một số người mình biết họ sẽ không có phù hợp với cái lĩnh vực này hay lĩnh vực kia thì mình không có cần phải ép làm gì tại vì người ta sẽ không học nổi mình hiểu điều này người ta nói à, thầy giỏi thì học trò mới giỏi đúng nhưng mọi người đều tiếp thu một cách khác nhau chẳng hạn như mình không thể dạy các anh chị nào mà tuổi lớn mà bây giờ ngồi xuống học từng cái nến học từng cái chart nó không có phù hợp còn khi mà các bạn các anh chị đi học những nơi khác thì người ta không khe có tiền trả người ta sẽ dạy không khe còn cái điều này là cái điều mà thật sự mà nói à, vì mình yêu nghề cho nên vì mình yêu nghề dạy học cho nên mình mới làm những công việc mình đang làm. Các bạn có biết à, khi mình đi vào một cái lớp học chẳng hạn như khi Jason đăng ký đi học thì người ta có những cái điều kiện ví dụ như các bạn phải có một cái laptop các bạn phải biết cách đăng nhập các bạn phải đăng ký sign in các bạn biết cách sử dụng Zoom các bạn chỉ đến nơi người ta chỉ việc dạy các bạn lắng nghe là xong thì đó là điều bình thường còn ở đây mình biết rất nhiều anh chị vì không có tiếp xúc với công nghệ kỹ thuật cho nên những cái việc đơn giản như là đôi lúc người ta còn không có một cái email ừ. thì làm sao Jason có thể gửi cho người ta cái zoom link hay là những cái thông tin thì cho nên không có biết mình cũng phải làm những cái việc nó dễ nhưng mà nó tốn khá nhiều thời gian của mình mà mình biết chắc chắn những nơi khác sẽ không làm tại vì nó quá nhiều thời gian chẳng hạn một số anh chị em khi mà đăng ký học với Jason mình phải tạo tài khoản email cho người ta mình phải mở luôn ở cao cho người ta mà khi người ta đã không biết sử dụng zoom thì mình mở bằng cách nào mình phải gọi phone mình phải chỉ từng chi tiết may mắn là mình, mình dạy quá nhiều trong cái lĩnh vực này thành ra mình nhớ từng chi tiết phải vào cái chỗ nào vào giúp kia mặc dù mình không có thấy được qua zoom đó còn chưa kể khi mà các anh chị học xong rồi thì lại quên trước quên sau thì mình phải là người trực tiếp hướng dẫn người ta các bạn có biết kể cả bây giờ mình gọi là cái người thầy hay là những người cô ngày xưa mình học vào lĩnh vực khác người ta cũng không nghe phone nữa mình nói không phải là mình che trách nhưng mà trách nhiệm người ta có giới hạn người ta có hàng trăm hàng ngàn học sinh không phải chỉ một học sinh cá nhân nhưng đối với Jason 10 học sinh là 10 học sinh đều như nhau cái này mình nói thật là những anh chị học sinh đang học với mình và đang coi video thì cũng sẽ đồng ý tại vì có những lúc mình nói thật nha trẻ lắm người ta vẫn gọi mình nhắn tin cho mình mình không cần phải nghe phone, mình không cần phải trả lời tại vì sau giờ học nó quá trễ. Nhưng mà nó giống như một cái trách nhiệm, mình luôn nghe phone, mình luôn trả lời mọi lúc mọi nơi. Cái group của mình nhiều lúc mình nói thật nha, Một, hai giờ sáng mình tình cờ tỉnh giấc mình thấy ai hỏi trong đó trước mấy tiếng hồi trước, mình cũng quen tay trả lời. Thành ra lâu ngày mình giống như bị cuốn sâu vào cái công việc, mình trả lời mọi lúc mọi nơi. À, những câu hỏi đáng lý ra mình không cần phải trả lời mà mình cũng vẫn trả lời. Rồi chưa kể một sự việc mà lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần chẳng hạn như cái chi tiết nhỏ thôi nha chi tiết nhỏ thôi mà cũng hỏi mình mình cũng trả lời nhưng mà tại sao mình làm như vậy là tại vì thứ nhất như các bạn biết nếu như các bạn yêu trẻ em thì các bạn mới làm được cái nghề babysitter các bạn yêu học sinh các bạn mới dạy học cái này là kiểu bình thường thôi thành ra những gì mình đang làm không phải là nó special gì cả nhưng mình yêu nghề mình mới làm nổi mình nói thật các bạn cứ hình dung đi Bây giờ các bạn dạy một anh chị nào mà không biết về máy tính, không biết về Zoom, chưa bao giờ mở tài khoản account mà bắt các bạn bỏ 2-3 tiếng đồng hồ để hướng dẫn những cái uh, căn bản đó trước khi vào lớp thì các bạn có làm được không? Mình dạy học đôi lúc chỉ có 2 tiếng đồng hồ là xong một cái khóa mà mình phải mất tới vài tiếng đồng hồ để hướng dẫn trước khi vào lớp mà mình vẫn làm. Cái này mình nói thật những anh chị nào mà đang coi video hãy nhớ lại là biết là ok cái này thì trên nếu mà thực sự anh làm như thế đó, thì rõ ràng anh quá là kiên nhẫn tại vì ngày xưa lúc mà đi học đại học ở bên mỹ nè trên cũng thấy thí dụ như mình muốn học cái lớp này là nó đều yêu cầu mình là trước khi vào lớp này là mình phải hoàn tất cái lớp kia đó là cái chuyện cơ bản đó là những cái lúc những cái lớp mà họ phải require mình phải đến cái lớp này rồi mình mới đầy đủ kiến thức kỹ năng để mình học cái lớp khác ủng hộ chi là stock nhưng mà dùng tiền để đầu tư thì nó rất là risky thì cái khả năng cái kiến thức của mình phải có đủ giống như là khi đầu tư stock thì kỹ năng về máy tính phải có mà mình nếu mà không có thì làm sao? Thì theo anh nói là kể cả những anh chị chưa hề biết gì, chưa tiếp xúc công nghệ giống như là nghe video của anh thôi thì tự nhiên họ lại muốn học về stock. Thì lúc này họ phải stock từ đầu giống như chưa có email, chưa có account của những cái sàn chứng khoán hay gì vân vân thì họ lại giống như kiểu là một tờ giấy trắng trong chứng khoán luôn thì ai sẽ là người hướng dẫn những cái điều đó nếu như mình đáng ra lẽ ra là khi mà vào lớp thì mình phải yêu cầu là um, phải biết sơ về máy tính phải có account này nọ vân vân và họ phải ready trước khi họ vào lớp nhưng mà anh dành thời gian ra anh hướng dẫn thì thì đúng là rất là patient mới có cái cái um, có có thể làm được cái việc như thế này thật là may mắn cho những ai học stock gặp được những người thầy giống như Jason. Of course, chúng ta không cần phải học với anh Jason. Chúng ta có thể học ở rất là nhiều những cái nơi khác nhau đang quảng cáo ở trên mạng đó. Nhưng mà hy vọng rằng là tất cả mọi người đều chọn được đúng nơi để học và có được uh, những cái người thầy tận tâm giống như anh. Um, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin và cho mọi người biết được rằng là tại sao mọi người phải học của anh để tạo thêm cái lòng tin cho những người cộng đồng người Việt của mình ở Mỹ. Um, khi mà họ học của anh thì họ có cái niềm tin như thế nào um, bên cạnh đó thì trên muốn hỏi rằng anh có ép thêm cái gì để cho các bạn đang xem cái chương trình của anh có thể uh, hiểu rõ hơn hoặc là tin tưởng hơn khi mà trước khi đăng ký vào những cái lớp học khác online hay không uh, cảm ơn Jennifer um, và Jason cũng muốn nhấn mạnh rằng nếu như các bạn các anh chị đăng ký học với Jason đặc biệt là học ở lớp day trade thì sẽ được trade chung với Jason trực tiếp vào hmm. mỗi buổi sáng cho đến khi nào các anh chị Đúng rồi. chán không muốn chán không muốn gặp mình trên Zoom nữa hoặc là tự gọi là tự trade một mình tự có thể kiếm tiền được mình cái điều này chắc chắn không phải nơi nào cũng sẽ cho các bạn vì khi mà người ta trade chung với các bạn đồng nghĩa với việc là họ hy sinh cái thời gian để họ tự kiếm tiền mà thay vì đó họ sẽ tập trung ở lớp cho các bạn những nơi khác họ sẽ ở lớp cho các bạn nhưng mà có cái lệ phí hàng tháng và các bạn sẽ chỉ nghe theo và mua, chứ không có học được gì còn với, với Jason, ừ. học xong trade trực tiếp với Jason, Jason hướng dẫn cách mua bán, like mỗi ngày như thế nào và mua bán cổ phiếu gì và Jason còn giải thích tại sao mình làm như vậy, thì về lâu dài ai cũng sẽ tiến bộ và phát triển trong cái lĩnh vực đầu tư thị trường chứng khoán à, nếu như các bạn, các anh chị muốn đăng ký học với Jason thì số phone có thể liên lạc ở dưới đây, ghi danh hoặc là vào cái trang web của Jason là jasonlaytrading.com để biết thêm chi tiết về những lớp học Uh, cảm ơn Jennifer, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.